trong này mình nhập khẩu à? Vâng, nhập khẩu của Ecuador. Hồng này với hồng Colombia nó khác nhau ta? Khác. Colombia nó sẽ to hơn. Ở đây mình có Colombia. Colombia hiện mình cũng có. À. Hiện tại mình chỉ có của Hà Lan với lại của Ecuador. Colombia thì nó cũng có tùy loại, tùy màu, nhưng mà bông cái bông cũng to. Ờ, đây có bông to ấy nè. Đang nảy nở ra rồi. Nặng như cái bát.